người đã quay trở lại với S Channel. Và hôm nay thì tụi mình đã order ra 3 cái burger bị bỏ. Lý do vì sao ạ? À? Hỏi tôi đi. Lý do vì sao? Để mà nói thì ở thị trường ẩm thực Việt Nam thì phở đã là một cái hương vị rất là quen thuộc rồi. Và mình tin là phở mình kết hợp với burger thì nó sẽ cho các bạn một cái cung bậc cảm xúc mà thăng hoa không ai có thể làm được. Ngoại trừ bánh mì quảng cáo nha. Cậu Huy tại sao? Thực sự mà nói thì Huy thấy burger và phở là hai thứ mà đó giờ chưa thể nào đi cùng với nhau được, hai cái nền văn hóa Tây và Việt kiểu. Và cái này Huy cũng chưa bao giờ thử cả và Huy cũng rất là muốn khai sáng cái này. Chúc mừng bạn với màn trình diễn tuyệt vời này. Mặc dù mình đã mạnh tay chọn cái món này nhưng mà lý do thực sự để mình chọn nó chỉ là vì mình chọn nhầm mà thôi. Xin lỗi em, chị đạp lộn. Rồi em có tính tiền nhầm không? Em có đưa nhầm thẻ của Huy không? À, thẻ thì thẻ của anh Huy là không bao giờ sai. Một món ăn thì sai. À, rồi bây giờ thì tụi mình sẽ bắt đầu sẽ đào sâu, khai phá. Trời ghê, giờ này người ta chuyên mua ghê không? Cái ấn tượng đầu tiên của mình khi mà mình mở cái burger phở ra là mình tưởng mình mở lộn. Tại nhìn nó như cái đấy, nhìn như cái đấy burger. À, nhìn cái vỏ bánh này nó không giống vỏ bánh burger bình thường. Ừ, nó không có nó một cái lớp tròn. Nó bị bánh, nó giống như là bánh English muffin. Rồi bánh này á, nghe bảo đâu á là để lâu là sẽ bị cứng á, mình cũng chả biết nữa. Với lại á, mình thì có cái ấn tượng là khi mà mở hộp ra, đó là cái mùi. Trời, cái mùi đặc trưng. Mùi nó mèo phở luôn, nó rất là giống. Mà thứ duy nhất có thể giống mùi phở có vẻ là cái nước sốt. Chứ ngoài ra không còn cái nào có thể giống được nữa. Và ở cái bánh này thì sẽ có là một cái lớp bột này, một lớp bò. Không, hai lớp bò. Hai lớp bò. Tao đang nói thì tự một lớp bò, một lớp trứng, nói. Một lớp bò, một lớp bánh. Với lại có húng quế nữa nha. Đúng rồi, đúng rồi đó. Tay nữa. Biết thiếu cái gì không? Hạt hành. Nhưng mà cái mùi thơm nó khá là nồng. Tại vì thường phở thì cái mùi nó cũng mùi nó thanh hơn. Mùi nó không nghe nóng gì đây. Cái này là nồng đúng không? Nồng sống có nồng nhưng mà có hành sống nha mọi người. À, nhưng mà đặc biệt của cái bánh này nó có thêm một cái trứng nữa, nhưng mà bình thường phở thì mình đâu có trứng trong đó đâu nhỉ. Mình chỉ có mình gọi trứng súp á, cái lòng đào á. Trước khi ăn thì cái bánh này có trị giá là 69.000. Quá là rẻ. Coi thử coi là cái bánh này có xứng đáng với lại hai tô phở của người bình thường hay không. Dạo này á, mọi người ở trên mạng cũng rất là kiểu tranh cãi về cái chuyện 69.000 nó bằng giá của hai tô phở, nhưng mà để xem là phở thì sẽ như thế nào. Thật ra tôi thấy bình thường, do tô phở bình thường tôi ăn cũng 60.000. Tô phở bình thường tôi ăn cũng 60.000. Phở của Thái Tử ăn nó cũng khác, phở người ăn người ta ăn có 30.000 một tô. Em có ăn không? Có luôn, em ăn 30.000 một tô nhưng mà em nói sao vậy? Chết mẹ. Trời ơi. Đây mùi phở. Thiệt. Cảm giác như vị phở thiệt sự luôn. Rất là ngon. Rất là ngon luôn. Bản thân mình thấy rất là ngon luôn. Có vẻ như là cái mùi húng quế này nó là một cái gọi là át chủ bài ở đây á. Nhưng mùi húng quế rất là nồng. Ngoài át chủ bài ra thì còn gì tiếp theo? Bà Bích đi trước. Theo cơ. Theo cơ. Ngoài húng quế ra thì nước sốt ở đây cũng là tứ quý heo. À, tứ quý. Con mẹ. Thì ngoài tứ quý heo ra còn mẹ. Rồi á, bây giờ mình cảm thấy được là cái trứng ở trong cái burger phở này nó không hề thừa thải luôn á mọi người. Rồi ạ. Em thấy là nó là cái này gọi là ba đôi thông. Tứ quý thôi, bây giờ ba đôi thông trong này. Mà có trứng nó mềm mềm nữa nên nó sẽ dễ ăn hơn. Nó béo nữa. Đúng rồi. Trứng nó béo rất là nhiều. Cá nhân Huy thì Huy là không thích cái trứng này. Tại vì nó to quá, kiểu khi mà mình dặm cái burger mình phải há mồm to hơn á. Không, tôi chỉ cho anh này bóp nó lại vậy là nó sẽ bị... Vẫn có bóp nhưng mà... Nó khá là giống với lại phở và thật sự nó vẫn giữ nguyên cái hương vị của phở mặc dù là chỉ có nước sốt thôi. Nhưng mà nó vẫn ra được cái phở. Nhưng mà không quan trọng mà có húng quế nữa, nước sốt với húng quế. Nó lại làm ra một cái... Nói chung là khá là lạ. Và mình cảm thấy đây là một sự kết hợp tuyệt vời. Không thích bỏ húng quế lắm, tại vì ăn không nó sống sống á, nhưng mà tự nhiên kẹp trong cái burger này thì nó ngon, xuất sắc, ngon lạ thường luôn. Ừ, kiểu nó không có bị lọc khô ấy. Nó vẫn okay, và nước sốt. Chị em mọi người cảm thấy là nó khá là vừa đủ ấy. Thật sự ngạc nhiên với cái nước sốt.
Tại vì không nghĩ không thật sự nghe burger, phở là nghe thấy một sự kết hợp giữa hai nền văn hóa mà không thể đi cùng với nhau được. Tuy nhiên là cái nước sốt với cái húng quế thì nó tạo ra cái mùi nước phở nhưng mà mọi người vẫn hay ăn. Và cá nhân Huy, Huy thấy rất là ngạc nhiên khi mà ăn và thấy ngon. Thấy đây là một cái gì đó cũng ghi dấu ấn, cũng ghi dấu ấn về ẩm thực của Việt Nam. Rồi á, McDonald's được mệnh danh là một cái brand mà rất là chiều lòng người tiêu dùng ở các nước. Giống như là ở Hàn Quốc này sẽ có burger bulgogi, hay là ở Nhật Bản thì còn có thêm là burger teriyaki. Giờ Việt Nam thì có burger phở. Nên là nhiều bạn mình cảm thấy là khi mà các bạn so sánh là ăn một tô phở thì ngon hơn hay như thế nào đấy, mà mình cảm thấy đây là một sự kết hợp mà người ta rất là kiểu yêu quý nền ẩm thực Việt Nam thì người ta mới kết hợp như thế, đúng không? Yeah. Và mình tin là các bạn sẽ ngon như tụi mình. Mình tin là có giá. Dạo này có những cái biểu cảm là mới đầu ra vậy. Em học ai? Học anh gà không? Không có đâu. Học kiện đúng không? Không có gà. Chứ ai? Mà Huy thấy McDonald's và Việt Nam cũng được tầm 6-7 năm gì rồi. Mà ra món này hơi trễ, nhà ra sớm hơn thì biết đâu lại thăng hoa thêm nữa. Mọi người nhìn thì có vẻ đơn giản thôi, ra thẳng ra tô phở, nhưng không, khi mọi người ăn thì mọi người mới cảm thấy được cái sự khác biệt, đúng không? Là burger phở này nó ngon. Burger phở này nó ngon. Kiểu ăn nãy giờ ngựa gộn mà ăn phở. Không, nhưng mà nó thiệt là ngon, không quảng cáo, không quảng cáo. À mà trước đó hình như là McDonald's cũng đã cho kiểu đăng lên trang Facebook để cho mọi người chọn là chọn vị burger là sẽ kết hợp với gì. Cuối cùng là chắc là người Việt chúng ta vẫn yêu thích món phở nhất, nên là McDonald's cũng quyết định ra cái món này. Nhưng mà hai cái lớp bánh bình thường signature của burger đi thành cái lớp bánh này thì mình lại cảm thấy nó dễ ăn hơn và nó ngon hơn so với cái bánh burger truyền thống đó hả? Đúng rồi. Ông cảm thấy ông thích cái cũng nào có hơn? Không thích cái này hơn. Đúng rồi. Tại vì cảm thấy ngon hơn. Mặc dù cái kia nó mềm hơn nhưng mà cái này ăn kiểu nó giòn miệng á. Huy thấy cái điểm yếu của cái bánh này á là mình không có chọn topping, như là mình đi ăn phở thì mình không có chọn là tái vừa hay là chín hay là bò viên hay là nạm gầu được. Tôi nghĩ cái này mà thêm mấy cái lát thịt bò hoặc ấy thì chắc là nó sẽ ngon hơn. Bò này á, theo như bánh ông làm giới thiệu thì đây là bò Úc. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ là nếu mà mình làm bò Việt Nam có thêm gì ta? Bò viên, xong rồi thêm mấy cái lát bắp gầu. Gầu bò. Trời ơi. Má ơi, gầu mà chấm nước sốt là xỉu. Với lại là mình có một ghi chú cho các bạn là nếu như các bạn mà không ăn được hành ấy thì nên nói với phục vụ order ngay từ đầu, bởi vì nếu như gặp các bạn không nói thì chắc ăn là trong đây sẽ có hành và các bạn sẽ không ăn được. Đó. Còn về cái nói chung là về cái phần ăn và phần nhìn, phần mùi, tụi mình đều cảm thấy nó rất là ok. Với giá là 69.000 một cái bánh thì mình nghĩ nó cũng khá là hợp lý. Tại vì về phần bò nè, phần trứng cũng như là phần bánh cũng rất là được chuẩn bị rất là kỹ càng á, làm cho mình cảm giác rất là ngon miệng. Và thật sự so sánh burger này với phở cũng kỳ, kiểu Starbucks ra cà phê sữa đá đâu có ai so sánh đâu. Mà McDonald's ra burger phở cái đi so sánh với phở. Mà 69 ngàn không có mắc đâu mọi người, bằng ly trà sữa thôi. Quá là rẻ. Ok người giàu, đừng dạy người giàu cách xài tiền, em muốn nghe câu đó chưa? Người ta sinh ra người ta tự biết. Đúng, bạn mình hay nói thì mình một câu là đừng bao giờ dạy người giàu cách xài tiền. Nên Huy, thoải mái. Sao anh làm gì cũng đúng á. Còn em không có học theo Huy. Ổng ồ vé nha. Tôi không bao giờ tôi ồ vé nha. Rồi, và đó là những cảm nhận của tụi mình sau khi thử món burger phở lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam của McDonald's. Và các bạn nghĩ sao thì hãy comment bên dưới cho chúng mình biết nhé. Và bạn nào ăn rồi và cảm thấy nó như thế nào thì cũng nhớ là bình luận bên dưới cho tụi mình. Đó, coi có đúng với tụi mình không, chứ tới bây giờ mình vẫn thấy món này ngon. Mình phải nhắc đi nhắc lại. Nhận ngoài cá riêng đúng không? Không. Có nhận ngoài cá riêng đúng không? Ghê thế, không có nhận. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Và hãy nhớ ủng hộ cho team ăn hành tụi mình nha. Và cũng như đừng quên like, share và subscribe cho channel nha. Bye bye. Ở bye lại tụi mình. Bye bye. Ôi dạ này lúc này là 3 giờ này, 3 giờ bye lại đi. Bye bye.